cái này nhất thiết phải có, nhất thiết phải có luôn. Chúng ta sẽ xem lại một tí nha. Lượng khí hydro đi lên đây, than đá của chúng ta là còn 35 tấn, thức ăn đang giữ 1.000 kilocalo. Bây giờ chỉ có một hệ thống thang đi lên thôi. Vì thang ở giữa này chúng ta không bị thiếu mất một bộ đặt đập máy vô lý đúng không? Rất là vô lý. Nhưng nếu hệ thống thang đi ở đây thì em thấy là nó bị kẹt con bè nó đấy rồi, thì nó đấm đã ra cùng chát vô lý. Nó là vô lý đến bất thường. Nhầm. Đấy rồi, đó là có thêm người rồi. Vào việc lên luôn đi anh em. Ta không thể xây dựng ngủ ở đây được. Đây là cái phòng sông hơi. Phòng ngủ của mấy thanh niên này đi để đâu đấy? Như đây là trữ khí hydro, chúng ta phải cần xây hai hàng gạch. Gạch này thì nó cũng bất ổn, chỉ một hàng gạch thôi thì được. Đây là hai hàng gạch, bao nhiêu diện tích? Mình chuẩn bị trước chứ không đến khi khí hydro nó rò rỉ ra thì lại còn lại đúng cái lịch. Hai hàng gạch là nó không thể xuyên qua luôn này, suốt keo luôn này. Hai hàng gạch thì mẹ cho nó mẹ. Ôi
rơi cho nó ít mía. Không cần phải suy nghĩ lớn nữa, không cần phải suy nghĩ lớn nữa. Ơi rồi ơi, đây rồi, chúng ta sẽ bẻ con được ngay xuống đây. Chưa. Ok. Chúng ta đang được bẩn bên này, chúng ta đã bị gần hết rồi. Xây hệ thống bơm thôi. Chẳng để bơm hết cái đống nước bẩn này. Để đúng hai hàng gạch như thế này, rồi bới hai hàng này đi qua, rồi bơm hết cái đầm nước bẩn này đi theo cái đường ống ngầm như thế này, đi về với bên này để chúng ta sẽ ngâm cứu là cái hệ thống nước bẩn này nào. Chỉ có một đường ống xả duy nhất là đây và một đường ống ống này ở đây. Gọi là đường ống nước bẩn đúng không? Sẽ đi ở đây. Rồi đi lên. Cần đến hai có lần. Đi lên.